Dừa tươi xin chào các bạn. Sẵn dịp ổ khóa cửa nhà mình bị mất gần hết chìa và ổ khóa thì bị bong tróc và reset rất là nhiều. Mình sẽ thay ổ khóa cửa này và quay đi video lại để các bạn cùng xem cách thay ổ khóa nha. Bước đầu tiên là mình dùng tua vít để tháo hai tấm ốp bảo vệ ổ khóa ra. Tùy từng loại ổ khóa mà cách tháo khác nhau, tuy nhiên về cơ bản là mình sẽ dùng tua vít để vặn các con ốc và tháo tấm ốp ra. Có loại ổ khóa thì các bạn phải tháo tấm ốp ở phía trong ra trước, rồi sau đó mới tháo được tấm ốp phía bên ngoài, vì bên ngoài nó sẽ không có ốc vặn mà nó sẽ dính trực tiếp vào tấm ốp phía bên trong. Ở đây ổ khóa của mình thì có thể tháo riêng biệt ở phía trong và phía ngoài, bên nào trước cũng được. Bước tiếp theo là các bạn cần phải vặn con ốc ở phía chốt cửa để lấy ổ khóa ra. Đây là con ốc cực kỳ quan trọng, nó giúp giữ ổ khóa cố định lại. Và dù các bạn có thể mở hai tấm ốp hai bên cửa ra, nhưng mà các bạn sẽ không bao giờ mở cửa ra được nếu không sử dụng chìa. Và như các bạn thấy ở đây, để mở con ốc này ra thì chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là cửa đang mở thì mới mở nó ra được, còn nếu cửa đóng thì không bao giờ mở nó ra được. Và bước tiếp theo, các bạn vặn tiếp hai con ốc để lấy thân ổ khóa ra ngoài. Để việc thay thế ổ khóa được đơn giản và nhanh chóng nhất thì các bạn nên mua ổ khóa thay thế nó giống như ổ khóa cũ cùng loại của mình, hoặc là những ổ khóa tương tự có cùng kích thước, tại vì trên thị trường có bán rất là nhiều loại ổ khóa với các kích thước khác nhau. Và khi mua ổ khóa để thay thế thì các bạn đừng có tiếc tiền mà mua những ổ khóa nó quá rẻ, vì những ổ khóa đó nó không có an toàn và nó sẽ mau chóng reset và hư hỏng. Trước khi lắp thân khóa vào thì các bạn cần phải chú ý điều chỉnh chốt giữ cửa sao cho nó đúng chiều, tùy theo cửa của các bạn mở ra hay mở vào. Sau đó các bạn lắp ổ khóa vào và các bước thực hiện thì nó ngược lại các bước thực hiện của quá trình mở ổ khóa ra. Do mình không tìm được cái ổ khóa giống như ổ khóa ban đầu của mình, cho nên mình mua một loại khác có kích thước tương tự, nhưng mà phần ốp hai bên ổ khóa nó sẽ khác, vì thế mình sẽ phải khoan để bắt cái phần ốp đó vào. Và như các bạn thấy ở đây, các bước mình thực hiện thay thế một ổ khóa nó rất là đơn giản, không có gì phức tạp cả, và dụng cụ để thay thế cũng không có cần phải dụng cụ chuyên dụng gì cả, chỉ cần một cái cây tua vít là có thể thay thế ổ khóa được. Ở đây mình sử dụng đến máy khoan, tại vì mình mua cái ổ khóa không phải là ổ khóa giống như ban đầu, cho nên mình cần phải đến máy khoan. Và mình nghĩ rằng quá trình thay thế ổ khóa này ai ai cũng có thể làm được. Và nếu các bạn không muốn thay thế toàn bộ ổ khóa thì các bạn có thể chỉ cần thay thế lỗ khóa không cũng được. Sau đây là thành quả sau khi mà mình thay ổ khóa cửa nhà mình. Như vậy là thành công rồi đúng không các bạn? Dừa tươi cảm ơn các bạn đã xem video này và mong rằng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.